Rồi, chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay về được tiếp tục vài thùng cần số súp PC bóng anh em ơi. Đợt này hàng nó khan quá. Chắc là do vận chuyển này kia đợt này nó tăng giá nè. Nên này nó hơi khan hàng ha. Thì bữa mình có báo anh em mấy cái cần số súp PC bóng đó. Một số anh em có đặt số lượng thì đợi tới hôm nay nó mới có hàng nha anh em. Bữa chỉ còn có tầm mười mấy cây mình bán lẻ hết sạch rồi. Nó không có đủ để bỏ xỉ cho anh em. Hiện nay có lại hàng rồi nha. Thì nói chung là cứ này là một thùng này, một thùng là 20 cái này, nay về được tầm 5-6 thùng gì đó chứ cũng không được nhiều lắm đâu. Thì anh em nào lấy thì có liên hệ mình. Cần số Super Si bóng thì chắc anh em biết rồi ha, mình giới thiệu sơ sơ lại đi. Thì cần số này là cần số của cái xe Super Rim, tuy nhiên là cái loại này là cái loại đời, không nhớ là đời bao nhiêu đó, nhưng là đời phiên bản kỷ niệm hay sao ấy, 207 hay sao á. Thì nó sẽ có cái dạng cần số Super này, Super Rim anh em. Thì nó là cái dạng hai đầu bằng nhá. Đây, hai đầu bằng thôi, để mình cắt ra cho anh em coi cho nó dễ này. Cắt ra đi chứ nhiều lúc mình cầm mình quay phía bên ngoài này anh em không có biết được hình dung được nó là như nào. Hàng anh em khi mà mình mua nha anh em nha, là tới tới nơi là anh em nhận hàng là nó sẽ còn nguyên đăng nguyên kiện cho anh em hết nhá. Để anh em về anh em bán cho giao cho khách hoặc là anh em gắn xe nhà cũng đều ok nguyên bản hết. Thì đây là cần số Super Si bóng nha anh em. Đó là anh em thấy nó bóng loáng luôn, bóng lưỡng luôn, cực đẹp luôn. Thì cái loại Super bình thường nó cái form nó y hệt như vậy, nhưng mà có cái là cái màu nó là cái màu dạng si, cái đó là gọi không phải là si mà là cái là gọi là cái lớp mạ mạ chì anh em, cho nên là cái lớp mạ mạ chì á, mạ chì mạ nhôm á thì nó sẽ bị đen anh em ha, sử dụng một thời gian là nó đen thui là luôn, dính nước mưa này kia nó đen lại đó. Còn cái này thì nó là si bóng, bóng si chrome si ken. Thì cái này anh em đi chúng ta thoải mái, chúng ta nhúng nước mưa, đi nước mưa nghịch mưa này kia thoải mái ha, nó vẫn luôn luôn trong tình trạng bóng bẩy nha. Okay, cái này thì anh em chúng ta có thể test thử với nước này cực kỳ ok luôn. Đây, mình sẽ test thử với nước cho anh em coi nhá. Đây anh em ha, đây thấy nó cực kỳ bóng luôn, nó không trong trong cái tình trạng nào nó cũng luôn luôn là bóng lưỡng hết anh em nha, rất là đẹp. Đây thấy không, thì đẹp luôn đó anh em thấy không, nó cực bóng luôn nha. Đấy, cho nên anh em cứ yên tâm là cực kỳ sáng bóng anh em đó, rất là đẹp để mà chúng ta có thể sử dụng lâu ngày lâu năm, không sợ nó bị reset nha anh em. Cái loại này nó không có reset nha, nước thoải mái không reset nha anh em, tại vì nó sử dụng công nghệ si bóng này giống như những cái chiếc quay thái hay là rim thái á, cho nên là đến mấy cái xe đó đến bây giờ cần số của nó chỉ có bị mòn thôi chứ nó không có bị sét, bị rỉ nha. Còn những con quay alpha hay là con super rim á, là đến bây giờ là gần như là cái cần số của nó là đã bị sét đen thui hết rồi, không phải là sét nhưng mà nó bị đen đó nè. Cái lớp si của nó là cái lớp mạ dạng mạ nhôm á, thì nó sẽ là có cái này nó dạng mạ chrome thì nó sẽ bóng loáng luôn, thấy không, bóng cực kỳ bóng luôn nha. Cái đầu nó thì sẽ là đầu gai hai đầu bằng nha, có nhiều anh em thì lại thích cái form này hơn là rim thái quay thái đó. Mấy cây này thì cái giá nó cũng hợp lý hơn nè, cây này thì hàng super rim nó là Việt Nam mà nè, cho nên là giá nó cũng hữu nghị hơn, có 200.000 một cây thôi, còn rim thái hoặc quay thái thì nó tới 350 lận. Anh em thích loại nào lấy loại đó ha. Nay về được ít cần số super này, giao cho anh em xỉ lẻ có đủ hết nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Số điện thoại 0915 434 973. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.